Giá của Chery Fengjun A8 PHEV phiên bản tiêu chuẩn là 130.000 nhân dân tệ, tương đương 422,95 triệu đồng. Phiên bản Pro có giá 150.000 nhân dân tệ, 488,01 triệu đồng. Fengjun từng là một trong những mẫu xe cổ điển của Chery trong những ngày đầu thành lập thương hiệu, nhưng sau đó đã ngừng sản xuất vào năm 2016. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, hãng xe Trung Quốc đưa dòng Fengjun trở lại để tập trung vào các phương tiện sử dụng năng lượng mới, được định vị ngang hàng với Tiggo, Arizo và Tansuo. Dựa vào những hình ảnh chính thức, có thể nhận thấy, Fengjun A8 chính là mẫu Arizo 8 PHEV đã được ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4 năm nay. Cả hai đều có hình dáng mặt trước giống nhau với lưới tản nhiệt cỡ lớn. Chỉ có hoa văn bên trong lưới tản nhiệt và logo là khác nhau. Kích thước của Chery Fengjun A8 PHEV lần lượt là 4780, 1843, 1469mm, chiều dài cơ sở 2790mm, ngang bằng với Arizo 8. Bộ la răng hợp kim đường kính 17 hoặc 18 inch. Bên trong cabin, cả Fengjun A8 và Arizo 8 đều có thiết kế và bố cục giống nhau. Có màn hình kép 12,3 inch bao gồm bảng đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm, kết hợp với vô lăng 3 chấu đáy phẳng. Bảng điều khiển trung tâm có núm xoay, cần số pha lê và đế sạc không dây cho smartphone. Đồng thời, Fengjun A8 cũng sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống thông gió, sưởi ghế. Về khả năng vận hành, Chery Fengjun A8 PHEV được trang bị động cơ ACT ECO15TG thế hệ thứ 5 và một động cơ điện. Cả hai sản sinh tổng công suất 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 Nm, hộp số DHT 1 cấp, tốc độ tối đa là 185 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 1,1 lít trên 100 km. Nếu tắt động cơ điện, con số đó là 4,2 lít trên 100 km. Phạm vi di chuyển thuần điện ở mức 106 km, theo tiêu chuẩn WLTC, phạm vi hoạt động toàn diện lên tới 1.400 km. Bộ pin lithium 18,3 kWh có thể sạc từ 30 đến 80% trong 19 phút khi sử dụng sạc. Một số trang bị đáng chú ý trên Chery Fengjun A8 PHEV gồm 10 túi khí, hệ thống chiếu sáng nội thất, dàn âm thanh thương hiệu Sony, sạc không dây cho điện thoại di động, cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp 2, với kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát điểm mù.